Hello anh em. Em đã lên cái clip mới, giới thiệu với anh em về một em cassette huyền thoại ha. Đó là em sáp QT88 nha anh em ha. Sáp QT88 đỏ thấm rất là đẹp, phải đẹp trên 90% anh em ơi. Con này về từ Nhật và nguồn điện AC là 100V anh em ha. Thì máy chạy hai học băng, học A1 và học 2. Cassette radio AM FM, FM full đài 108 và ngõ line-in từ ngoài vào ha. Hoạt động hoàn hảo tất cả các tính năng. Và độ đẹp thì không phải nói nhiều rồi, quá đẹp. Và cái về chất âm thì anh em chơi những cái dòng cassette QT thì anh em biết rồi, con 88 này được rất là chuộng. Anh em chuộng về cái phần chất âm rất là hay, nên là được đặt cho nó cái biệt danh là sáp huyền thoại ha. Đây thì sẽ quay cận cảnh cho anh em xem tham khảo về cái độ đẹp của máy. Máy gần như là không có một vết tì vết nào hết ha, chạy suốt là không có luôn, quá đẹp luôn em. Tay sách nè, anh em thấy nè, nó sáng bóng luôn, giả được hình luôn á ha. Đó, quay sạch, quay sách bên đây, những cái góc tì góc tù gì cũng không bị ố màu hết, rất là đẹp luôn. Đây hồng máy đây, kiềng chép đây, kiềng bass đây, mặt máy nè, quá đẹp, quá tuyệt vời cho một cái máy sáp ha. Con này là hàng em đấu mạng Nhật vậy nha, đấu Yahoo nên là rất là đẹp. Hàng mạng chứ không phải là hàng bãi. Mặt máy đây, phải cần cảm giác cho anh em xem cái sợi bụi ha. Đáng để em sưu tầm nha. Đây là học 1 ha, đang chạy học 1 ha. Coi anh em. Cái tập con này thì không có nhiều cái bàn rồi. Anh em đã chơi những cái dòng này thì rất là ưa chuộng em đó. Và cái phần chất âm nhỏ nhưng mà rất là hay nè. Đó là học 1 anh em ha. Đây thì học 2 đây. Thì sẽ có các bạn phát cái bằng tiếng vũ cho anh em tham khảo. Mình về thành phố đây rồi, chốn ăn chốn vui là một lão người cho bỏ ra lao lần này té dâm chung chú phong thương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao. Đi lính xa đánh giặc từng rồi viết chăn lá thư để em ngò cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi. Tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi. Kính vai xương tóc lệch đường môi đã cho nhau vì nhau mà tôi. Phần cassette anh em ha, giờ mình chuyển qua radio ha. Trong buổi truyền thanh này, chưa hết là phần tin với những tàu khai mạc hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 130. Quay đài đây ha. Đài AM ha. 610MHz nè ha. FM nè. FM này full đài 108 nha anh em. Đó. Nhà em buổi tối á, hoặc là bắt đài rất kém, trong nhà bắt rất kém, anh em thấy là ở đây là 102 rồi ha, là bắt ok ha. Về nhà anh em ở những cái chỗ thoáng anh em bắt thoải mái, bao cho anh em đài rất là ok luôn. Thì nhà em anh em cho xem lên những cái clip em quay thì biết rồi.
khu vực nhà em sống, à FM nó kém. Cần thiết sẽ có anh em nào mà ngại thì cần thiết sẽ có một cái video quay riêng cho nó về cái phần đài. Em sẽ đem ra ngoài trời sẽ quay thoải mái, bắt đài rất là thoải mái cho anh em luôn ha. Đây là con của chị. Hãy đến nhìn con của chị đi. Headset đây ha. Headset thì mình sẽ chuyển về đây. Đây có băng Phương Vương Thảo. Thật băng Phương Thảo. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được có bầy. Đời đau nhói khi cây khô thương là xa cành. Muốn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đâu không em. Đây là phần đứt máy. Em quay rõ cho anh em luôn ha. Còn rất là đẹp nha anh em. Số seri là 37. Biết gì đầy đủ ha. Tín hiệu vào đây nha em. Tín hiệu ao đây ha. Mong được có bầy. Đời đau nhói khi cây khô thương là xa cành. Muốn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn. Chế độ nè, tua nè. À, tôi tới, tôi lui, tôi xuôi, tôi ngược, nói chung là hoàn hảo tất cả các tính năng. À, rồi test trước kỹ trước khi giới thiệu đến anh em. Anh em giao lưu về cái việc cấp nguồn 100V vào, cho băng vào để chơi thôi. À, Duy Khánh thử. Yên trường. Này, con này tiếng mấy. Rồi. Qua con đi bằng lỗi à, chỗ nào lỗi là bỏ ra à, có tiếp Phương Phương Thảo Boy Em Hotel California thôi, phát lại cũng bằng đây đây. Nhưng kẻ thương ta đời còn thú vui xa. Những đêm ngang tầm súng vào mùa khuya nhung nhớ ngập ngừng. Ngoài vào nữa anh em ha, em sẽ kết nối để phát cho anh em luôn ha. Mình về thành phố đây rồi, chốn ăn chốn vui là mặt người. Cho bỏ gian lao gần này té đông trôi. Ok, em xin ngưng và sẽ phát tín hiệu ngoài vào cho anh em tham khảo. Thì anh em có nhu cầu cần giao lưu con máy này, à, hoặc là cần thêm thông tin hình ảnh chi tiết gì gõ nét của em nó thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em ha. Số điện thoại cũng như Zalo 0908217658. Em Huy Dũng Tàu, em giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Ok, sẽ phát tín hiệu ngoài vào. Cũng là Phương Phương Thảo, một bài hát acoustic chơi guitar ha. Giới thiệu về cái con sáp QT88 đỏ huyền thoại này, cho chất âm rất là hay và đẹp ha. Thì
Tới đây em cũng xin kết thúc clip anh em ơi. Trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi video cũng như là thường xuyên ủng hộ những cái sản phẩm của shop. Xin được hẹn gặp lại anh em với những clip tiếp theo, sẽ giới thiệu những sản phẩm mới hay, độc và lạ đến anh em. Trân trọng cảm ơn và kính chào anh em. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui.